Ngày hôm nay em sẽ mang chiếc mixer xịn Midas M32R này để test những mẫu loa cột đang bán chạy tại Bảo Châu Electric. Và ngày hôm nay Hữu Duy sẽ làm một video dùng để so sánh những mẫu loa cột đang bán cực kỳ chạy tại Bảo Châu Electric và đến từ những thương hiệu rất nổi tiếng. Chúng ta có thể kể đến như Bose, đúng không ạ? Bose là một thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam, bởi vì những dòng sản phẩm chất âm cực kỳ hay. Tiếp theo với dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Electrovoice tại Bảo Châu Electric thì đây cũng là một trong những dòng sản phẩm đang cực kỳ hot tại Bảo Châu, bán rất chạy quý vị nhé. Những dòng sản phẩm Electrovoice đến từ Mỹ. Ok, tiếp theo RCF đã quá quen thuộc với quý vị rồi. Một trong những sản phẩm có thể nói là best seller tại Bảo Châu Electric, RCF luôn mang đến cho chúng ta những cảm xúc cực kỳ Italy, đúng không ạ? Và cuối cùng là JBL đến từ Mỹ. Thì phân khúc trải dài, nói chung đây là một thương hiệu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam rồi. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh những đặc điểm của cả 4 mẫu loa cột đang bán chạy tại Bảo Châu Electric này, để xem là thứ nhất về so sánh về cấu hình, so sánh về mức giá và cuối cùng so sánh về chất âm của cả 4 mẫu loa cột này thì chúng ta sẽ thiên về những mẫu loa nào. Và bộ loa cột đầu tiên mà ngày hôm nay Hữu Duy muốn so sánh đó chính là mẫu Bose L1 Pro 16 quý vị nhá. Đây là một trong những mẫu loa đang bán rất chạy tại Bảo Châu Electric, bởi vì thứ nhất là chất âm hay và ngoài ra cái nội lực của nó đánh cũng rất là tốt. Với dòng Pro 16 thì chúng ta đã quen thuộc với những dòng như là Pro 8 này hay là Pro 32 rồi phải không ạ? Tương tự tương ứng với số củ loa ở bên trong của chiếc loa đó quý vị nhé. Thì với dòng Pro 16 nó sẽ được cấu tạo bởi 16 củ loa full range có đường kính là 2 inch, được làm bằng từ neodymium quý vị nhé, cho nên là chất âm của nó cực kỳ sáng. Và nó còn được áp dụng một công nghệ nữa, đó là công nghệ C-Sharp Array, tức là những củ loa này nó sẽ xếp theo góc để làm sao cho chúng ta có góc phủ âm lên tới 180 độ chiều ngang, tức là quý vị đứng ở bất kỳ chỗ nào thì âm thanh nó vẫn đều ok cả quý vị nhé. Không phải là đứng ở bên trái loa thì âm thanh nó sẽ bị nhỏ hơn hay là gì đâu, mà âm thanh nó sẽ phủ đều trong khoảng phủ âm lên tới 180 độ. Ok. Và tiếp theo chúng ta cũng nói đến chiếc súp đó. Ở phía dưới chúng ta sẽ được tích hợp một chiếc súp Raycheck có kích thước là 10 inch x 18 inch. Nó sẽ là hình bầu dục quý vị nhé. 10 inch tương đương với chiều ngang là 25cm và chiều dọc là 50cm. Và nó sẽ có sức mạnh tương đương với một củ bát có đường kính là 15 inch, tương đương với bát 40 quý vị nhé. Nó sẽ tạo ra được mức tổng công suất lên tới 1250W. Vậy thì 1000 là của chiếc bát và 250W là của tay loa full. Và ở phía sau chiếc loa súp tích hợp luôn mạch công suất Class D. Và cả 4 mẫu loa ngày hôm nay chúng ta đều là những phiên bản loa cắm điện quý vị nhé. Cường độ âm thanh cực đại nó có thể phát ra lên tới 124dB. Và mức giá để chúng ta sở hữu một mẫu, một combo Bose L1 Pro 16 là 59.190.000 đồng để chúng ta có thể sở hữu. Và đây là một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Bose, đến từ Mỹ và sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc quý vị nhé. Và một thông số nữa chúng ta cần phải nói đến khi nhắc đến mỗi một dòng loa và đặc biệt là với những dòng loa cột, đó là giải tần số đáp tuyến để có thể những dòng loa này nó thể hiện được. Thì với dòng Bose L1 Pro 16 thì nó có thể thể hiện được những giải tần số từ 46Hz đến 16.000Hz quý vị nhé. Đó, thì đây nói chung là một trong những dòng loa có chất âm rất là tốt, được đánh giá rất cao tại Bảo Châu. Tiếp theo chúng ta cần phải nhắc đến đó là mẫu Electrovoice 50M quý vị nhé. Với dòng Electrovoice Evolve 50M này thì chúng ta có thể thấy được một cái thiết kế nó khá là đặc biệt, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái gấp khúc ở đây và nhìn nó không bị cứng quá và nó cũng có nét mềm mại. Thì với thiết kế thì chúng ta có thể thấy được ngay với cả 4 mẫu loa ngày hôm nay thì hữu chỉ đánh giá chung nhé. Thì để hầm hố nhất thì chúng ta sẽ được thấy được ngay là với dòng RCF này, Evoque 12 nó có một cái giao diện nó được đánh giá là hầm hố nhất. Hữu Duy đánh giá luôn ở đây theo cái quan điểm riêng của Hữu Duy thì thấy con Evoque 12 này nó hầm hố nhất. Đó, trông nó manly, nó cơ bắp, nó chắc nịch nhất. Còn với những dòng khác thì với Hữu Duy thấy là với dòng Evoque này, Evoque 50M của Electrovoice nó cũng khá là hầm hố và nó kết hợp luôn một chút mềm mại ở những cái đường nét.
Đó là về thiết kế. Còn với dòng Bose L1 Pro 16 hay là JBL PRX 1 thì nó cũng mềm mại rồi. Thì với dòng Electrovoid 50M này thì nó sẽ có mức giá tại Bảo Châu Electric là 59.900.000 đồng, cũng là thương hiệu đến từ Mỹ và sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc quý vị nhá. Và với mức công suất của chiếc Electrovoid Evo 50M này, nó có thể tạo ra là 1000W quý vị nhá. Và ở dưới chiếc súp của chúng ta được tích hợp một mạch công suất Class D và tích hợp luôn bộ mixer đến từ thương hiệu Dynacord. Và về cấu tạo của dòng 50M này thì nó sẽ bao gồm, với module loa full thì sẽ bao gồm 8 củ loa full range có đường kính là 3,5 inch và được làm bằng từ neodymium quý vị nhé. Phía dưới chiếc súp của chúng ta là một chiếc súp Bass 30 và nó có thể thể hiện được những giải tần số từ 43Hz đến 20.000Hz. Cái cường độ phát âm thanh cực đại là 127dB và góc phủ âm của nó là 120 độ × 40 độ. Thì đó là về thông số cơ bản của mẫu Electrovoid Evolve 50M. Thì đây cũng là một mẫu mới về tại Bảo Châu cũng như là được khách hàng rất là yêu mến với mẫu Electrovoid này. Tiếp theo chúng ta nói về những dòng loa cột khủng, bán chạy và chất âm hay, thì một cái tên chúng ta không thể không nhắc đến đó là RCF Evoque 12. Đây là một trong những dòng loa rất hot tại Bảo Châu Electric, đặc biệt là với thương hiệu RCF. Và nó là thương hiệu đến từ Ý và sản xuất lắp ráp trực tiếp tại Italy luôn. Đó, thì đây là một điểm có thể nói là Hữu Duy thấy là nó khá nổi trội so với mặt bằng chung của những dòng loa cột mà ngày hôm nay Hữu Duy so sánh. Một điểm nữa là về cái thiết kế của nó nhìn rất là hầm hố và nó sinh ra để đánh ngoài trời, nó cực kỳ hay luôn. Khi đã thoát được tiếng rồi thì tiếng của nó cực kỳ tốt quý vị nhé. Với mẫu Evoque 12 này, nó đã đạt một cái giải thưởng mang tên là The Reader's Choice Award 2017 quý vị nhé. Đây là một cái giải thưởng liên quan đến những sản phẩm âm thanh đó chất lượng cao, và đặc biệt là với mẫu Evoque 12 này nó đã đạt được cái giải thưởng đó thì được đánh giá rất cao trong lĩnh vực âm thanh. Nó thể hiện được những cái giải âm cực kỳ tốt. Thì với dòng Evoque 12, nó được cấu tạo bởi 8 củ loa full range có đường kính là 4 inch và sử dụng từ neodymium quý vị nhé. Đó. Và một củ bass có đường kính là 15 inch, tương đương với bass 40. Đó. Và mức công suất nó có thể tạo ra là 700W và mắc lên tới 1400, sử dụng cho mình là mạch Class D được tích hợp ở phía đằng sau con súp. Và với dòng loa Evoque 12, nó có thể thể hiện được những giải từ 40Hz cho đến 20.000Hz và cường độ âm thanh tối đa nó có thể phát ra max SPL lên tới 130dB quý vị nhé. Và nó còn một công nghệ nữa mang tên là Furface. Thì với những dòng loa Active của RCF hay những dòng loa cột thì đều được áp dụng công nghệ Furface này. Nó là một công nghệ giúp cho khán giả ở dưới có được một chất lượng âm thanh đồng đều, không bị lệch pha cũng như là giảm độ trễ pha của âm thanh. Và mức giá của chúng ta để có thể sở hữu một combo Evoque 12 như thế này đó là 64,5 triệu, đâu đó mức giá cũng xem không chênh nhau quá nhiều đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta cần phải nhắc đến đó là mẫu JBL PRX 1. Đây là một mẫu loa cột có thể nói là đang làm mưa làm gió trong thời gian qua, bởi vì chất âm của nó cũng rất là tốt và cái cấu tạo cũng như thiết kế của nó cũng rất chia đẹp. Thứ nhất là về mức công suất của nó có thể tạo ra là 1000W và mắc lên tới 2000 quý vị nhé. Và cấu tạo thì sẽ bao gồm hệ thống củ loa như sau. Sẽ bao gồm 2 module quý vị nhé, 2 module loa nối. Nó sẽ có tổng là 12 củ loa có đường kính là 2,5 inch. Đó. Và cuối cùng là một chiếc loa súp. Loa súp của chúng ta có cấu tạo bởi một củ bass có đường kính là 12 inch và sẽ tạo được cường độ âm thanh tối đa max SPL lên tới 130 dB, và nó có thể thể hiện được tốt những cái giải từ 40 cho đến 20.000Hz, và ở đằng sau cũng tích hợp một mạch công suất và một bộ mixer ở phía đằng sau tích hợp luôn, và chúng ta chỉ việc cắm điện vào sử dụng thôi. Mạch thì cũng sử dụng mạch Class D và mixer thì được tích hợp nhiều thương hiệu khác nhau, ví dụ như là Driver Rack này hay là bộ mixer của Lexicon, đó effect của Lexicon, rất nhiều những thứ được tích hợp mixer ở bên trong của chiếc loa cột PRX1 này.
Và mức giá để chúng ta sở hữu một combo PRX1 này, nó là 39.260.000. Và đây cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu JBL USA và lắp ráp tại Trung Quốc. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của cả 4 mẫu loa cột ngày hôm nay, 4 mẫu loa cột bán chạy ngày hôm nay, để xem là chất âm của cả 4 mẫu loa cột ngày hôm nay như thế nào. Chúng ta đã vừa cùng nhau nhìn sơ qua so sánh về thông số kỹ thuật và về giá tiền rồi, phải không ạ? Đặc biệt cũng là về nguồn gốc xuất xứ rồi, thì chúng ta có thể thấy được ngay là những sản phẩm nào phù hợp với tiêu chí của mình rồi. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm. Và Hữu Duy cũng sẽ sử dụng những sản phẩm cực kỳ tốt để có thể test chất âm của cả 4 mẫu loa cột ngày hôm nay. Và chắc chắn là 4 mẫu loa cột này khi test thì Hữu Duy sẽ để phẳng hết, sẽ để ở chế độ flat phẳng để chúng ta lấy nguồn tín hiệu từ mixer và set một cấu hình để sử dụng cho cả 4 mẫu loa cột ngày hôm nay. Và Hữu Duy sẽ dùng chiếc mixer Midas M32R cũng như là bộ micro Shure SVX-288PG58 để test quý vị nhé. Chồng đi khi ướt trăm lần, ngày em đi theo cơn.
bay chim lá cánh khắp hoàn tìm nhau. Ai đóng ai đêm hết bao xót sâu. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lần la hỏi thăm, lẻn vào trong đi khi ướt trăng này. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lá cánh không hoan tìm nhau. Ai đắm ai đêm hết bao gió sâu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không có là trông như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn. Ngăn phải ở nơi nào, còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu. Kiều sáng mang đến là quả cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa u ao nhau. Anh đợi em, anh trọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lặn la hỏi thăm, lén vào trộm đi ghê ướt trăm nàng. Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm chất âm của cả 4 mẫu loa cột ngày hôm nay thông qua bộ sản phẩm mà Hữu Duy cũng đã vừa test thử khi cả hát karaoke cũng như là nghe nhạc rồi. Thì theo ý kiến của quý vị cảm thấy như nào thì quý vị có thể để ý kiến của mình ở phía dưới comment. Còn về riêng cảm nhận của Hữu Duy thì đối với thứ nhất là dòng bow, từng dòng một quý vị nhé. Bow L1 Pro 16 nó có một cái sự mềm mại trong tiếng bass cũng như là trong tiếng hát của chúng ta khi sử dụng. Nó tiếng của nó rất là sâu và mềm, nó phù hợp với gia đình cao cấp thì Hữu Duy nghĩ là dòng bow này nó phát huy tốt sức mạnh của nó. Và tiếp theo thì với mẫu Electro Voice EV50M thì chúng ta có thể thấy được ngay cái tiếng của nó lên cũng khá là tốt, đúng không ạ? Tiếng mic lên nó cũng khá là rõ nét. Đó, và nó cũng phù hợp cho gia đình biểu diễn cũng như là sử dụng cho các sự kiện thì cũng cực kỳ tốt quý vị nhé. Và tiếp theo với mẫu RCF Evoque 12 thì đây có thể coi là một mẫu nó khá nổi trội hơn so với những mặt hàng còn lại. Bởi vì thứ nhất là chúng ta có một cái chất âm nó rất là căng, nó rất là tốt, đúng không ạ? Và đặc biệt là khi hát karaoke tiếng rất là vang xa. Và nếu mà nó được sử dụng ở không gian ngoài trời thì tiếng nó còn tốt hơn nữa cơ. Ngày hôm nay Hữu Duy đang test ở tầng 1 tại cơ sở 45 Trung Kính thì đâu đó nó vẫn chưa thể hiện được hết tối đa cái khả năng của nó. Nhưng mà nếu ra ngoài trời thì nó còn tốt hơn nữa quý vị nhé. Và Hữu Duy đánh giá rất cao bộ Evoque RCF Evoque 12 này trong combo ngày hôm nay mà Hữu Duy tiến hành so sánh. Nó có một cái nguồn gốc xuất xứ cực kỳ tốt, RCF Italy, và sản xuất lắp ráp trực tiếp tại Italy luôn. Cuối cùng là với mẫu JBL PRX1, đâu đó là chúng ta có thể cảm thấy được sự cân bằng khi mà nghe cũng như là sử dụng mẫu PRX1 này. Nó cân bằng bass chép cũng như giọng hát của nó lên khá là ok. Sử dụng mục đích cho karaoke gia đình thì nó rất là tuyệt vời. Ngoài ra cũng có thể sử dụng cho quán cà phê hay là có thể sử dụng cho những sự kiện event. Nó cũng cực kỳ tốt quý vị nhé. Và nếu quý vị yêu thích cả 4 mẫu combo ngày hôm nay, quý vị có thể để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. Và chắc chắn là thông qua video này chúng ta đã có một cái nhìn khách quan hơn về những mẫu loa cột tại Bảo Trợ Lex rồi, phải không ạ? Và chúng ta cũng chắc chắn là nếu có nhu cầu thì cũng đã có cho mình trong đầu những sự lựa chọn rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Trợ Lex. Bảo Trợ Lex với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà và giao hàng miễn phí cho vòng bán kính 30 cây tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Cách thức mua hàng rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta đến trực tiếp 13 showroom của Bảo Châu để tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị truy cập vào website bảochauelect.com để tìm cho mình sản phẩm mong muốn. Cách thứ ba là quý vị có thể gọi đến hotline của chúng tôi thông qua số điện thoại là 1900 0255
hoặc đến hotline của Hữu Duy để được tư vấn miễn phí thông qua số hotline cầm tay 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Relax. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Relax sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!